Hello, xin chào các đồng nghiệp. Trước khi vào nội dung chính, mình xin được phép chia sẻ một số điều dù khi gây mất cảm hứng quý vị. Như mọi người đã thấy, kịch bản mình đã chuẩn bị khá là lâu. Nội dung ghi hình cũng vậy, đã quay cách đây vài tháng. Rồi, tại sao lại phải chứng minh điều này? Tại vì có những ý kiến như thế này quý vị. Thật ra những kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm, cách làm sẽ được tiếp thu từ các nguồn tài liệu, từ những người ta đã chứng minh được tính hiệu quả của phương pháp, cách làm hay một số chất nào đó. Từ đó, ta tổng hợp và áp dụng lại những thứ mang lại hiệu quả và tối ưu nhất. Cho nên, mọi con đường đều dẫn đến một mục đích chung. Vì vậy, sẽ có sự trùng lặp trong cách thức, phương pháp mà người tổng hợp chia sẻ. Thêm một cái nữa là những người làm nội dung như mình sẽ làm nội dung dựa trên ý tưởng. Có thể là tự nảy ra ý tưởng, nhưng đa phần sẽ lấy ý tưởng từ những câu hỏi của khán giả để làm nội dung. Cho nên, những người làm cùng một chủ đề sẽ gặp tình trạng giẫm chân nhau, trùng lặp về nội dung nào đó trong cùng một khoảng thời gian. Hoàn toàn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Người nào thực hiện trước không có nghĩa là người thực hiện sau sẽ đánh cắp hay đạo nhái lại ý tưởng của người thực hiện trước đó. Thêm một điều nữa muốn chia sẻ với quý vị khán giả, làm YouTube về chủ đề này sẽ rất kén người xem. Tất cả các kênh YouTube chia sẻ cách chăm sóc hoa hồng ở Việt Nam, mỗi video trung bình chỉ có vài nghìn lượt xem. Nội dung của mình cũng vậy, trung bình khoảng 1-2 nghìn lượt xem. 1 nghìn lượt xem sẽ nhận được $1 và đủ $100 YouTube mới tiến hành thanh toán. Có nghĩa là mình phải đăng từ 50 đến 100 video mới đủ $100. Trong khi mình đã hoạt động được khoảng 6 tháng nhưng chỉ mới đăng được khoảng hơn 20 video. Cho nên có thể thấy rằng đây hoàn toàn không phải là công việc tạo ra thu nhập, mà nói không quá, hoàn toàn là làm vì đam mê. Một số kênh YouTube lớn ở Việt Nam của các tiền bối đi trước, có thể mọi người sẽ biết, có lượng người theo dõi hơn 100.000 người, nhưng họ vẫn bỏ không làm nữa, hoặc còn hoạt động nhưng nội dung rất ít. Đơn giản là vì giá trị nhận lại không tương xứng với công sức và thời gian bỏ ra. Cho nên, còn đam mê thì còn làm. Nhưng đam mê mà không tạo ra được giá trị, đam mê không nuôi nổi đam mê thì sẽ trở thành gánh nặng. Nên bắt buộc là phải kinh doanh, buôn bán một thứ gì đó liên quan. Có thể là phân, là thuốc các loại, là dụng cụ hay giá thể, cây giống hay là cành chiết để có thể duy trì hoạt động. Cho nên, trong nội dung có xuất hiện trường hợp giới thiệu sản phẩm đang buôn bán. Rất mong quý vị khán giả thông cảm. Rồi, quay lại nội dung chính. Cái này mình dùng cây ớt thay thế, vì cây của mình không tưới như vậy được. Việc tưới nước tưởng chừng hết sức đơn giản, nhưng vẫn cần tưới đúng, tưới đủ sao? Thì xin thưa với mọi người là có và hết sức quan trọng, đặc biệt là đối với hoa hồng trồng trong chậu. Chúng ta sẽ đến với các cách tưới phổ biến nhất mà mọi người đang áp dụng, bao gồm tưới bằng ca như thế này. Chưa xét đến việc tưới bao nhiêu lần và tưới bao nhiêu lượng nước. Thứ hai là tưới bằng vòi hoa sen, cũng tương tự như cách tưới thứ nhất, nhưng lượng nước được loan chảy ra để giảm áp lực lên giá thể và tránh làm xói mòn hay làm nén chặt giá thể. Thứ ba là tưới nhỏ giọt bằng các dụng cụ đơn giản hoặc lắp đặt hệ thống tưới để duy trì lượng nước và độ ẩm liên tục và tránh ngập úng rễ, cũng như tiết kiệm được công sức, thời gian cho người chăm sóc. Thứ tư là lắp đặt hệ thống tưới phun sương, vừa làm mát cây, vừa rửa được lá và lượng nước rơi xuống từ lá sẽ cung cấp cho rễ. Cuối cùng là tưới bằng vòi phun mưa, tương tự như việc tưới phun sương nhưng với lượng nước lớn hơn và thời gian tưới ngắn hơn. Và trước khi đến với việc tưới như thế nào là hợp lý, thì chúng ta phải đảm bảo chất lượng nước và xử lý nước nếu như nước tưới không đạt yêu cầu. Đa phần mọi người sẽ sử dụng nước máy để tưới, và mọi người thừa biết trong nước máy người ta có xử lý clo để diệt khuẩn. Clo vẫn được xem là một nguyên tố vi lượng để cây trồng hấp thụ. Tuy nhiên, trong điều kiện trồng tự nhiên, hầu như không bao giờ thiếu nguyên tố này, mà chỉ có thừa hoặc rất thừa. Và nó chỉ cần nhiều đối với một số cây trồng nhất định, như cây dừa. Có một số cây lại kỵ clo như nhóm cây có muối. Còn đối với hoa hồng, việc chúng ta không giảm nồng độ clo trong nước tưới mà đã tiến hành sử dụng thì liên tục trong một thời gian dài sẽ gây dư thừa lượng chất này, dẫn đến việc lá mau bị vàng và già, rụng sớm hơn so với chu kỳ bình thường. Và ngoài ra, clo là ion âm. Khi tưới vào đất, nó sẽ kết hợp với các ion dương khác tạo ra những hợp chất có hại, như trong video cháy lá hôm trước đã có nhắc đến. Việc xử lý clo có thể dùng hệ thống lọc và đun sôi. Tuy nhiên, nếu sử dụng để làm nước tưới, thì phương pháp xử lý đơn giản và ít tốn kém nhất là chử vào một bể chứa khác và mở nắp để cho clo bốc hơi. Và chúng ta sẽ sử dụng trong ngày hôm sau. Ngoài ra, mọi người có thể đo thử chỉ số pH của nguồn nước nơi mọi người sinh sống. Đa phần nó sẽ ở mức trung tính, từ 7 đến 7,5. Tuy nhiên, mức pH này lại cao hơn mức pH lý tưởng dành cho hoa hồng là từ 5,6 đến 6,5. Việc sử dụng một thời gian dài có thể khiến giá thể trở về mức trung tính. Điều này không ảnh hưởng quá nhiều, tuy nhiên, để đạt được mức chuẩn chỉ,
có thể thường xuyên bổ sung bằng phân bón nước tưới có tính axit, có thể là dịch chuối, có thể là phân ủ lên men. Một cách khác tiện cả đôi đường, vừa khử được clo vừa giảm được pH là dùng vitamin C, loại chuyên dùng để tạt cho các ao nuôi thủy sản. Chúng ta sẽ lợi dụng khả năng khử clo của vitamin C và tính axit của nó để hạ pH. Túi 1 kg có giá khoảng 20-25 nghìn. Tuy nhiên điều này khá cầu kỳ và có thể gây tốn chi phí, nên mọi người có thể tham khảo thêm. Trung bình 1 lít nước có thể dùng 3 gram để hạ pH trở về mức lý tưởng. Ngoài ra một số vùng nguồn nước có thể bị nhiễm canxi cao, hay còn gọi là bị cặn canxi, có thể dùng nguồn nước sinh hoạt đã qua hệ thống lọc hoặc dùng hóa chất để kết tủa canxi. Cũng có thể làm bốc hơi clo trực tiếp bằng cách tưới phun sương. Xin giới thiệu với mọi người đầu tưới. Cái này không phải của mình bán, không phải là quảng cáo. Trên thị trường sẽ có loại của Việt Nam sản xuất và của Đài Loan, giá chênh lệch nhào phân nửa. Đây là đầu tưới của Đài Loan. Còn hàng của Việt Nam mình chưa sử dụng qua nên không đánh giá được chất lượng. Có thể điều chỉnh tưới tia và tưới phun và gắn trực tiếp vào ống nước bằng nhựa. Và do chúng ta dùng ở dạng tưới phun nên cần phải có áp lực nước mạnh. Trường hợp mọi người có máy tăng áp thì quá tốt. Còn không, hãy làm đường dẫn nước trực tiếp gần đồng hồ nước để tăng áp lực nước mạnh. Đây là cách tưới mình thường áp dụng cho cây của mình. Do tính chất của giá thể và vì mục đích kích thích bộ rễ phát triển, để ở chế độ phun sương thật mịn, để những hạt nước rơi từ trên cao xuống, tiếp xúc càng nhiều với không khí càng tốt, cho lượng clo bốc hơi bớt trước khi tiếp xúc vào lá và rơi xuống thẩm thấu vào giá thể. Cách tưới này nó sẽ mất nhiều thời gian hơn so với tưới bằng ca hay là vòi hoa sen. Tuy nhiên, lợi thế là có thể rửa được lá, làm ướt toàn bộ thân cây, tăng cường độ ẩm, từ đó làm giảm hoạt động của bọ chỉ và nhện. Ngoài ra, nếu áp lực nước đủ mạnh, có thể dùng để xịt rửa dưới mặt lá, hiệu quả đuổi nhện rất cao. Trên đây là những cách tưới phổ biến. Vậy thì tưới vào buổi nào là hợp lý? Thì đa số các ý kiến đều đồng tình rằng tưới vào lúc sáng sớm là thời điểm tốt nhất. Vì thời điểm này mặt trời vừa ló dạng, nhiệt độ môi trường chưa cao, có thể áp dụng tốt cả tưới lá và tưới gốc. Tưới lá vào lúc sáng sớm có thể giúp rửa trôi bớt thuốc bảo vệ thực vật hoặc các chế phẩm dễ gây hiện tượng cháy lá khi gặp nhiệt độ cao, và rễ cây khó gặp hiện tượng ngập úng hơn. Do điều kiện ban ngày khả năng thoát hơi nước của cây tốt, nên nếu có dư thừa lượng nước, cây hoàn toàn đủ thời gian để có thể thoát hơi nước bớt. Ngoài ra còn giúp nhiệt độ bên trong chậu không tăng quá cao vì có một lượng nước lớn làm ẩm và đủ lượng nước để phục vụ cho cây trong nguyên một ngày dài. Còn tưới quá nhiều vào buổi chiều và buổi tối, lúc này khả năng quang hợp của cây giảm, chủ yếu là hoạt động hô hấp. Nếu lượng nước quá lớn có thể ngăn cản oxy lọt vào vùng rễ, cản trở việc hô hấp. Và buổi chiều và ban đêm, tốc độ bốc hơi nước thấp sẽ làm dư thừa lượng nước. Nếu giá thể không đủ thoáng, hoàn toàn có thể gây ngập úng. Ngoài ra còn tạo điều kiện thuận lợi cho nấm phát triển. Một điều cực kỳ quan trọng trong nội dung hôm nay là nhận biết thời điểm tưới nước. Và đa phần những người mới bắt đầu chơi đều gặp lỗi. Vậy khi nào cần cung cấp nước? Theo đa số các bài viết trên mạng mọi người có thể dễ dàng tìm thấy, đều nêu thông tin hoa hồng là cây ưa ẩm nhưng không chịu được ngập úng, giá thể phải thoát nước tốt. Và lời khuyên là nên tưới 1-2 lần trong ngày, mùa hè thì tưới nhiều hơn. Tuy nhiên, điều này chỉ mang tính chất tham khảo và chỉ đúng với cây của họ. Tưới bao nhiêu nước là đủ, mọi người phải tự cảm nhận bằng cách quan sát số lượng lá, đánh giá tình trạng bộ rễ, độ ẩm và khả năng giữ nước của giá thể. Mọi con số đều mang tính chất tham khảo. Ví dụ như cây này, lá rất ít, khả năng thoát hơi nước kém, bộ rễ thì vừa bị động, tưới 1-2 lần trên ngày chỉ có chết. Hoặc giá thể nhiều mùn, sử dụng nhiều thành phần giữ ẩm tốt như peat moss hoặc mụn dừa sẽ gây ngập úng, thối rễ, hoặc có phối thêm các thành phần đá để tạo sự thông thoáng nhưng cung cấp một lượng nước nhiều cũng sẽ dư thừa độ ẩm, rễ cây sẽ không được kích thích phát triển và không phát sinh được nhiều lông hút mới. Và nếu mọi người có tham gia các hội nhóm hoa hồng trên Facebook sẽ dễ dàng bắt gặp những bài đăng nhờ tư vấn cứu cây khi cây sắp chết hoặc là cây đang có biểu hiện tồi tệ. Nếu không phải là các vấn đề về sâu bệnh, vấn đề về thiếu sáng thì toàn là các vấn đề có liên quan ít nhiều đến nước. Nấm rễ, thối rễ, đen thân từ gốc đều khởi nguồn từ độ ẩm vùng rễ quá cao. Sót phân, bón dư phân cũng liên quan đến việc sử dụng nước ít, hay cháy nám lá do phun các chế phẩm đậm đặc cũng liên quan đến việc không cung cấp nước để rửa lá. Hoặc tưới nước sai cách cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cháy lá. Cho nên, từ xưa đã có câu nhất nước, nhì phân để cho thấy tầm quan trọng của việc sử dụng nước một cách hợp lý. Ví dụ, khi bón phân theo kiểu hòa tan, trong điều kiện bình thường sẽ tưới một lượng nước tương đương với một ca này. Tuy nhiên, khi hòa tan phân để kết hợp cùng với nước tưới, phải cung cấp một lượng nước nhiều hơn bình thường, gấp 2, gấp 3, thậm chí là gấp nhiều lần so với thông thường.
Cũng chính vì điều này, một video trước mình đã không có nói kỹ, nên bắt buộc phải gỡ bỏ để tránh hiểu lầm. Hoặc là khi bón phân dạng hạt, phải tưới thật nhiều nước để hòa tan và làm loãng nồng độ. Bởi vì bản chất của phân là muối, nó có tính háo nước. Khi nồng độ quá cao tiếp xúc với vùng rễ, nó sẽ làm cạnh tranh nước, làm chênh lệch áp suất thẩm thấu, khiến cây không thể hút nước được, từ đó gây cháy rễ. Vậy tóm lại, cung cấp nước cho vùng rễ như thế nào là đúng và đủ? Để đánh giá được sự chính xác, cần có sự kiểm tra. Cây của mọi người trực tiếp chăm sóc, thì chính bản thân mọi người mới có đánh giá chính xác nhất. Ví dụ, đối với giá thể trồng bằng đất và chấu như thế này, cộng với độ sâu của chậu không cao, nên khả năng giữ ẩm của nó kém. Dễ dàng quan sát thấy mặt chậu đã khô, phần lá phía trên đã có hiện tượng héo do tốc độ thoát hơi nước cao hơn so với khả năng hút nước của rễ. Thì lúc này là thời điểm cần cung cấp nước, và thậm chí có thể cung cấp nước 2 lần trong ngày, trong điều kiện đã cung cấp nước vào buổi sáng và đến buổi chiều mặt chậu tiếp tục khô. Từ đó có thể lên được lịch trình tưới nước mỗi ngày mà không sợ dư thừa lượng nước. Hoặc đối với loại giá thể có khả năng giữ ẩm tốt, có thể trực tiếp sờ và cảm nhận độ ẩm, hoặc kiểm tra chính xác hơn để đại diện cho toàn bộ cây. Có thể lấy cây ra khỏi chậu để kiểm tra phía dưới. Do chậu sâu, chúng ta không thể đánh giá chính xác tình trạng độ ẩm phía đáy chậu, sẽ dễ gặp tình trạng khô trên ướt dưới, từ đó đánh giá sai trong việc cung cấp nước. Đối với giá thể mới trồng và chưa có độ liên kết cao như cây này, có thể dùng một vật dụng bảo vệ mặt chậu, tránh làm rơi giá thể ra khỏi chậu. Một lợi thế lớn khi sử dụng những giá thể nhẹ là có thể dễ dàng thực hiện những thao tác kiểm tra thế này. Đây là tình trạng rễ của một cây trong video rửa rễ hôm trước. Tưới 2 ngày một lần bằng phương pháp tưới phun mưa, không hề tưới đẫm. Có thể nhận thấy độ ẩm vẫn duy trì ổn định ở môi trường trên 30 độ và đang có xu hướng phục hồi rất tốt. Cho nên, tưới bao nhiêu nước và tưới bao nhiêu lần, mọi người phải tự cảm nhận, không nghe theo ai cả. Thêm một ví dụ nữa cho mọi người hình dung. Khi gặp nhiệt độ cao hoặc nắng gắt, các chồi non phía trên sẽ có xu hướng héo rũ. Mấy cây của mình không có héo vì phía trên có che lưới và phía dưới giá thể đủ ẩm. Mình sẽ lấy một cây giá thể giữ ẩm kém mang ra phơi nắng trực tiếp cho ngọn héo để giải thích cơ chế. Khi nhiệt độ môi trường quá cao, nụ và chồi bắt đầu héo rũ. Việc tưới nước vào tình huống này để mong các bộ phận héo rũ sẽ tỉnh lại có hiệu quả hay không? Thì xin thưa, đa phần là không. Rồi, giải thích về cơ chế một xíu. Các bộ phận bị héo rũ là những bộ phận chứa rất nhiều nước. Khi nhiệt độ cao, các khí khổng sẽ đóng lại để ngăn tình trạng thoát hơi nước. Nên, các bộ phận chứa nhiều nước, nắng nóng sẽ làm cho nước trong các bộ phận nóng theo, dẫn đến hiện tượng tạm gọi là luộc gao. Khí khổng đóng lại nghĩa là nước nóng trong các bộ phận trên không thể thoát ra, đồng nghĩa với việc lượng nước mát hút từ rễ không thể di chuyển để thay thế lượng nước phía trên. Và chỉ khi nào nhiệt độ môi trường trở nên mát mẻ, khí khổng bắt đầu mở ra thì mới có sự tuần hoàn nước, từ đó giảm được nhiệt độ cho các bộ phận héo. Cho nên có thể hiểu rằng việc cây bị quá nóng dẫn đến héo ngọn không phải khắc phục bằng cách cung cấp nước, mà phải bằng cách giảm nhiệt độ môi trường. Và mọi người cũng phân biệt kỹ, đây là đang nói đến trường hợp héo ngọn do nắng nóng, không phải héo do mất nước. Rồi, vậy thì tại sao vẫn có trường hợp tưới thật đẫm, sau đó các bộ phận héo vẫn tỉnh lại? Giải thích thêm một cái nữa, bởi vì khi nắng nóng, tất cả các bộ phận trên cây đều ảnh hưởng, bao gồm cả vùng rễ, giá thể và chậu. Cho nên, việc tưới một lượng nước rất lớn sẽ trực tiếp làm giảm nhiệt độ của vùng rễ và chậu. Nhiệt độ có tính lan tỏa. Khi một bộ phận có cùng nhiệt độ ban đầu được làm mát, sẽ kéo theo việc làm giảm mức nhiệt ở các bộ phận có nhiệt độ cao hơn. Nên việc tưới thật đẫm để giảm nhiệt ở phía dưới là giúp làm mát để cân bằng nhiệt độ, ít nhiều sẽ kéo theo việc giảm nhiệt độ của các bộ phận phía trên, chứ không hẳn là cung cấp một lượng nước mới cho cây sử dụng. Lượng nước mới chỉ có tác dụng khi nhiệt độ môi trường giảm và khí khổng bắt đầu mở. Nên việc cần làm trong mùa nắng nóng đang diễn ra là sử dụng các phương pháp nhằm giảm nhiệt độ môi trường và bức xạ cao. Và điều này sẽ nêu chi tiết trong video nói về chăm sóc hoa hồng mùa hè. Vậy, tóm lại, khi cây bị héo ngọn do nắng nóng, trong điều kiện trồng ngoài trời, chỉ tưới nước một lần vào lúc sáng sớm đối với giá thể giữ ẩm tốt hoặc giá thể thoát nước kém, cây sẽ tự phục hồi sau khi nhiệt độ môi trường trở nên mát mẻ. Còn đối với giá thể khô và khả năng thoát nước tốt, có thể tưới thật nhiều thật đẫm vào buổi trưa, cho nước chảy tràn để giảm nhiệt độ vùng rễ và chậu. Không có trường hợp ngoại lệ là tưới ít, tưới vừa đủ vào buổi trưa. Điều này vô tình làm loang chảy đều nhiệt độ vùng rễ. Nước sẽ kéo theo nhiệt độ cao hấp thụ từ thành chậu, ảnh hưởng trực tiếp lên rễ. Rễ sẽ bị tổn thương, hay còn gọi là sốc nhiệt, dẫn đến stress phi sinh học, góp phần tạo nên một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng cháy lá mùa nóng. Và nhắc đến vấn đề cháy lá,
thời gian gần đây rất nhiều mọi người gặp trường hợp cháy lá và vàng lá khi thời tiết bắt đầu bước vào mùa nắng nóng gay gắt. Vậy hiện tượng cháy lá này có tương tự như các nguyên nhân cháy lá trong video trước không? Thật ra là gần tương đồng với nguyên nhân thiếu kali. Chi tiết sẽ được đề cập trong nội dung video sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.